Dạ cô là mẹ của Tý. Mà hình như cô cũng là cái người hôm bữa mà con gặp cô ở nhà ông Thanh đúng không? Cô biết lần đó cô nói như vậy là không có đúng. Tại cô cũng có nỗi khổ tâm lắm, cho nên hôm nay cô mới tới đây nè. Hai đứa con làm ơn cho cô gặp thằng Tý chút nha. Cô có nhiều chuyện muốn nói với nó lắm. Cô gặp rồi sao? Cô tính là chửi ông nữa hả? Bé, cô đừng trách nó nha. Nó nói vậy thôi chứ tính nó tốt lắm. Nó thương thằng Tý nhiều lắm đó cô. Tụi con cũng muốn giúp cô, nhưng mà Tý hiện giờ nó không có ở đây. Chứ nó ở đâu con? Nó đang ở nhà cô á. Dạ đúng đó cô. Nó tìm gặp cô để nó nói hết tất cả và xin lỗi cô đó. Vậy hả con? Dạ. Vậy cô về. Cô cảm ơn con. Dạ cô về. Cô cảm ơn con. Dạ. Mẹ không có ở nhà sao? Cũng hay, để mẹ nhìn thấy mình biết đâu càng đau lòng hơn. Tí, mẹ, con xin lỗi. Con làm cho mẹ xấu hổ. Con không xứng để làm con của mẹ. Tí, con tính bỏ mẹ đi tới bao giờ đây? Con chạy xe ôm thì sao? Con đi giao hàng thì sao đâu? Mẹ không thấy xấu hổ khi có đứa con vô dụng như con hả? Tại sao mẹ phải xấu hổ? Mẹ xin lỗi vì đã nói những câu khiến con tổn thương. Tại mẹ ích kỷ, mẹ chỉ biết nghĩ cho mình. Mẹ luôn muốn con phải làm ông này ông kia. Giờ mẹ nhận ra rồi, con làm gì cũng được, làm gì cũng được hết, miễn là lương thiện. Giờ mẹ chỉ cần có con bên cạnh thôi. Sớm tối hai mẹ con mình quây quần bên nhau, bình an là đủ rồi. Con ơi, đừng bỏ mẹ đi nữa nghe con. Những ngày không có con, mẹ ở một mình mẹ buồn lắm. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không bỏ mẹ đi nữa đâu. Cũng tại con hết. Mẹ đừng có tự trách mình nữa. Mỗi lần nghĩ tới mẹ, con đều tự nhủ mình phải cố gắng, cố gắng cai nghiện cho bằng được. Mẹ không ngờ con trai của mẹ phải trải qua quãng thời gian cai nghiện cực khổ như vậy. Tất cả là tại mẹ. Tại mẹ mong cầu ở con quá nhiều nên mới dẫn tới việc con lầm đường lạc lối, muốn kiếm tiền nhiều nhanh chóng. Sở dĩ con giấu mẹ không cho mẹ biết là tại vì con sợ mẹ xấu hổ với hàng xóm. Bởi vậy con mới... Tội nghiệp con trai của mẹ. Chỉ vì nghĩ cho mẹ mà con không có dám về nhà, phải lén nhìn mẹ từ xa, còn phải giả làm danh nhân này nọ nữa. Mẹ, con cũng muốn về với mẹ lắm, nhưng mà con không dám. Tại vì con chưa đủ can đảm. Con tính đi làm kiếm tiền, khi nào có đủ con mới về với mẹ. Con biết suy nghĩ như vậy là mẹ mừng lắm. Con không đi sai đường nữa. Mẹ phải cảm ơn con Hằng. Nhờ có nó mà con mới ổn định chỗ ở. Đúng đó mẹ, chị Hằng là người tốt lắm. Chị Hằng giúp con quay lại con đường lương thiện. Chị Hằng còn giúp trả tiền cho con, con mới được bình yên đi làm á. Mẹ biết mà. Con Hằng đúng là số khổ. Bấy lâu nay mẹ con bà Lê lấy ân báo oán, đuổi con nhỏ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy.
Không sớm thì muộn thôi mẹ. Mẹ nghĩ là mẹ con mình phải làm gì đó để giúp đỡ con Hằng, được không con? Mẹ nói vậy con mừng lắm. Điều con mừng và bất ngờ nhất là mẹ đã hiểu cho con. Con từ nay về sau con cứ ở nhà với mẹ. Mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cực khổ nhưng mà bình yên bên nhau nghe con. Mà chạy xe ôm thì đã sao đâu đúng không? Nếu như không có mấy người chạy xe ôm thì lấy đâu mà người ta có xe đi đúng không con? Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ yên tâm đi, con hứa sẽ chăm sóc cho mẹ suốt cuộc đời này. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.